Anh chị và các bạn thân mến, câu hỏi được nhiều người đặt ra nhất trong cái thời đoạn gần đây đó là khi nào thì bắt đầu có thể mua thử nghiệm và mua gom dần cổ phiếu cho đầu tư dài hạn. Thực sự đây là một câu hỏi rất nhiều anh chị em và các bạn quan tâm và được nhiều người đặt ra trong suốt cả một cái khoảng thời gian dài kể từ tháng 4 năm 2018 đến nay. Cái câu hỏi này thì hôm nay chúng tôi sẽ dành ra ít phút để giải đáp và cũng muốn cung cấp cho anh chị em và các bạn thêm một số cái thông tin liên quan tới một số các cái chỉ số tài chính mà chúng ta cũng gọi là nên biết và có thể xem xét làm cái căn cứ để đánh giá và đưa ra cái việc quyết định là khi nào thì bắt đầu nên mua. Thì cái điểm đầu tiên là chúng ta không thể phụ thuộc vào cái việc là chỉ số của thị trường là bao nhiêu thì chúng ta sẽ mua hay là khó nào để mua được. Mà để mua đầu tư dài hạn thì chúng ta phải phụ thuộc vào thứ nhất là các cái chỉ số tài chính chung của thị trường nói riêng và của các cái cổ phiếu riêng lẻ mà chúng ta xem xét để tham khảo muốn gọi là tìm hiểu để mua vào. Thì cái chỉ số đầu tiên mà chúng ta cần phải quan tâm đó là chỉ số P trên E. Thì chúng tôi giải thích sơ qua về cái chỉ số P trên E, tức là P tức là cái giá của cổ phiếu hiện đang được giao dịch, còn E tức là lợi nhuận trên một cổ phiếu của một cái doanh nghiệp bất kỳ nào đó. Thì cái chỉ số này thì nó sẽ cho chúng ta biết được rằng là chúng ta chấp nhận bỏ ra bao nhiêu tiền để mua một đồng lợi nhuận của doanh nghiệp. Nhưng mà để thông thường, để dễ cho anh chị em và các bạn có thể là cập nhật cũng như là xác nhận hay là gọi là có một cái cảm nhận về cái thời điểm cũng như là cái khoảng thời gian để chúng ta bắt đầu xem xét để mua vào. Để mua vào gọi là đầu tiên là chúng ta sẽ mua test. Sau đó thì sẽ từ từ theo cái đà tích cực của thị trường thì sẽ mua gom dần và nhiều dần theo cái đà lên của cái cổ phiếu chúng ta mua. Thì để khỏi mất thời gian anh chị em và các bạn thì chúng tôi giải thích luôn là chúng ta sẽ sử dụng cái chỉ số nghịch đảo của P trên E, tức là chúng ta lấy E chia cho P, tức là lấy một đồng lợi nhuận chia cho giá hiện thời của cổ phiếu nói riêng từ một cổ phiếu IC nào đó, hoặc là cái chỉ số nghịch đảo của thị trường. Thì trong cái giai đoạn thị trường tăng trưởng nóng ra trước đó, chúng tôi cũng đã từng cung cấp với quý anh chị em và các bạn là có những cái thời điểm thì cái chỉ số gọi là P trên E của thị trường nó có thể lên tới mức là 25. Như vậy là nếu như mà nó lên tới 25 thì chúng ta sẽ nghịch đảo cái 25, tức là lấy 1 chia cho 25. Anh chị và các bạn lấy 1 mà chia cho 25 thì nó bằng đâu đó khoảng tầm 0,04 và nhân với 100, tức là nó khoảng 4%. Thì có thời điểm nó như vậy và cái chỉ số chung của thị trường chung nó là còn có 4% thôi. 4% tức là chúng ta nghịch đảo P trên E thì chúng ta được E trên B là 4%. Thì chúng tôi đã từng nói với anh chị em và các bạn là thì chúng tôi đã từng nói với anh chị em và các bạn là như vậy thì nó là quá thấp so với cái thời điểm hiện thời là lãi suất ngân hàng là 4%. Lãi suất huy động ấy là 4%. Mà thị trường chung thì đã về tới cái mức là 4%. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ rất thấp. Tuy vậy thì mặc dù thị trường chung về tới đấy, nhưng mà các cổ phiếu riêng lẻ có những cổ phiếu đã đưa cái mức P trên E lên tới trên 30. Tức là chúng ta lấy 1 chia cho 30 thì nó nằm dưới 3,3%. Và trong cái lúc mà thị trường đang nóng, đang máu, tức là đang tăng điểm trong uptrend, trong những cái đoạn cuối cùng của cái sự bứt phá gọi là tăng bất thường, hoặc là tăng nó được gọi là cái quá trình tăng mất kiểm soát, thì nó còn đưa cái chỉ số nghịch đảo P trên E của riêng lẻ một số cổ phiếu về cái mức là 35, và nó đưa cái tỷ lệ này nó còn khoảng chưa tới 2%. Chúng tôi nói cái điều là trong thị trường đi lên như vậy để chúng ta thấy được rằng là trong cái khoảng thời gian mà thị trường đi lên mạnh thì tỷ lệ này nó chúng ta so với cái lãi suất gọi là lãi suất huy động của các ngân hàng
thì nó chỉ bằng đâu đó khoảng tầm 1/2 cái lãi suất ngân hàng thôi. Nhưng người ta vẫn sẵn sàng chấp nhận mua, sẵn sàng chấp nhận mua, tức là người ta sẵn sàng chấp nhận là bỏ ra 35-40 đồng để mua 1 đồng lợi nhuận của một số cái doanh nghiệp cụ thể. Thì anh chị và các bạn thì có thể kiểm tra lại cái thông tin số liệu này. Thì hai cái chỉ số này nó rất quan trọng. Thì trước khi giải thích tiếp để chúng ta đưa ra một cái kết luận về cái việc thời điểm để chúng ta có thể xem xét để mua vào trong thời gian sắp tới, thì chúng ta phải giải thích thêm là P thì nó thường xuyên thay đổi. Bởi vì P của thị trường cũng như P của tức là cái giá của cổ phiếu hay là cái giá bình quân của thị trường nó thay đổi theo hàng ngày. Tức là hôm nay thị trường có thể tăng 10 điểm, giảm 10 điểm, hoặc là cổ phiếu có thể tăng 1%, 2%, 3%, thì cái giá của cổ phiếu nó thường xuyên vận động lên xuống liên tục. Và cái P này là cái P gọi là bất định, không thể, tức là rất thường xuyên mất kiểm soát. Tuy vậy thì chúng ta quy nó ra thành cái phần trăm, tức là chúng ta nghịch đảo P/E, thì chúng ta sẽ ra một cái tỷ lệ và chúng ta so sánh với một cái chỉ số gọi là được cho là tạm thời là cố định, đó là lãi suất huy động. Lãi suất huy động trong từng thời kỳ mà chúng ta định xem xét mua vào. Thì ta cứ lấy ví dụ là thời điểm hiện tại thì lãi suất huy động đang khoảng ở mức là 6% cho tất cả các khoản tiền gửi. Thì có một thứ nó sẽ cũng thay đổi, nhưng mà nó sẽ thay đổi chậm hơn, và nó là E, tức là lợi tức trên một cổ phần. Thì nếu chúng ta tính trong từng quý thì sau một quý thì cái lợi tức này nó mới thay đổi, bởi vì cứ mỗi một quý thì doanh nghiệp mới cập nhật lại kết quả hoạt động kinh doanh. Và nếu ta tính theo năm thì sau mỗi năm thì cái E này nó mới thay đổi, tức là lợi nhuận trên một cổ phần nó sẽ thay đổi, phần nó tăng hoặc giảm, thì cái chỉ số này nó sẽ ít biến động hơn và chúng ta có thể cập nhật được. Thì nhờ cái chỉ số này và chúng ta có thể ra làm trễ cái quá trình tính toán của chúng ta lại, và chúng ta chậm cái bước gọi là mua lên hoặc là bán xuống hoặc là canh chỉnh thị trường cho nó hai cái chỉ số này nó phù hợp. Tôi giải thích sơ qua về hai chỉ số này như thế. Thì vì chúng cũng cả hai cái biến số P/E, P và E đều thay đổi theo thời gian, do đó nên chúng ta phải lấy một cái mốc gọi là ít thay đổi hơn theo thời gian, và nó thực tế với thị trường, nó gắn liền rất sát với chúng ta, đó là lãi suất ngân hàng. Thì vậy bây giờ chúng ta quay lại cái vấn đề là vậy thị trường đi xuống thì cái nghịch đảo P/E sẽ như thế nào. Thì trong cái giai đoạn thị trường đi xuống vừa qua thì chúng ta đang thấy là cái P/E của thị trường chung ấy, nó đang bắt đầu có cái dấu hiệu của chuyện là giảm chung với thị trường thì đâu đó khoảng 30%. Thì chúng ta lấy cái mốc trung bình cái giai đoạn trước là P/E là 25, mà gọi là trừ bớt đi 30%, tức là nhân với 30 chia cho 100 thì nó nằm ở khoảng 7,5. Thì chúng ta sẽ trừ đi thì nó nằm ở khoảng hiện tại P/E bình quân thị trường, thì chúng tôi tạm tính theo cách của riêng của chúng tôi, nó nằm ở khoảng tầm 18. Hiện tại nó đang 15-18. Chúng ta cứ cho một con số ước lượng là như thế. Chúng ta tùy theo chúng ta tính toán chi tiết lại thì chúng ta sẽ biết được. Thì chúng ta chỉ đưa ra cái chung để anh chị và các bạn dễ tính toán và cập nhật. Chúng tôi lấy ví dụ là P/E thị trường hiện tại theo cái cách tính riêng của anh chị là, tức là không tính hết tất cả các cổ phiếu mà chỉ tính gọi là đại diện 100 cổ phiếu hàng đầu thôi, thì nó ra khoảng 15 đi. Thì chúng ta sẽ có nghịch đảo của P/E thị trường là 1 chia cho 15. Như vậy là hiện tại thì là cái mức sinh lợi của thị trường là sẽ khoảng tầm là 6%, 6,6%, tức là nhân với 100 nữa thì nó ra sẽ 6,67%. Đấy, 6,67% thì như vậy là suất sinh lợi của thị trường chung trong cái giai đoạn đang giảm điểm thì nó hiện tại nó đang gọi là cao hơn so với lại lãi suất ngân hàng khoảng 0,67%. Thì thực sự là có hấp dẫn, thực sự đã đủ hấp dẫn hay chưa? Thì chúng tôi ngược lại, tức là khi thị trường đi lên thì cái độ hấp dẫn của cái nghịch đảo này nó còn bằng một nửa so với lãi gọi là lãi suất thôi. Tức là gọi là lãi suất thì khoảng đâu đó là lúc đó thời điểm đó là khoảng 4%, thì nó chỉ khoảng 2% thôi. Thì như vậy thì chúng tôi có thể khuyến nghị anh chị em và các bạn là cái thời điểm để mà cụ thể chúng ta bắt đầu xem xét mua test là cái lợi tức của này nó phải nằm ở khoảng gấp đôi so với lãi suất ngân hàng tại thời điểm hiện tại. Ví dụ như hiện tại là 6% thì cái nghịch đảo của P/E là E trên B của thị trường là nó phải nằm trên 12%, thì chúng ta mới bắt đầu có thể xem xét mua. Thì như vậy thì nếu mà trên 12%, tức là chúng ta sẽ phải để cho P/E bình quân của thị trường thực sự mà nó gọi là thấp mà hấp dẫn thì nó chỉ còn đâu đó khoảng tầm 8 thôi, tức là 1 chia cho 8 thì nó khoảng nằm ở khoảng tầm 12,5%, tức là nó khoảng tầm 8-9 thôi. P/E chung của thị trường là 8-9 thôi. Và P/E chung của thị trường thì 8-9 thì nó mới bắt đầu có sự hấp dẫn. Tôi sorry anh chị em và các bạn là hồi nãy chúng ta tính là P/E
riêng biệt của các cổ phiếu. Còn PE thì quân thị trường thì nó cũng chỉ khoảng nằm bằng lãi suất, tức là nó khoảng tầm từ 5-6% lãi suất tại thời điểm hiện thời, và tùy theo tình hình lãi suất thực tế. Ví dụ như lãi suất thực tế mà nó là 7 thì chúng ta sẽ phải là PE bình quân thị trường nó phải là 7. Ví dụ PE bình quân thị trường E trên B của thị trường nó khoảng là 7%, hoặc là ví dụ lãi suất thực tế của thị trường lên 9% thì P trên E bình quân thị trường nó phải là 9%. Thì chúng ta 9% thì chúng ta sẽ nhân với lại nghịch đảo lên, tức là ta lấy 1 chia 9 thôi. Thì nó nằm ở khoảng tầm 11 thì chúng ta mới thấy là nó hợp lý được. 11 nó là PE thị trường về khoảng 11 12 gì đấy thì nó sẽ hợp lý, là nó khoảng tầm 9%. Nhân đàn cho với cái lãi suất thì tùy theo lãi suất thì chúng ta sẽ tính cái chuyện đó. Thì còn chỉ có các cổ phiếu riêng biệt, ví dụ như chúng ta đi vào cái cổ phiếu nào đó chúng ta đang quan tâm thì chúng ta thấy nó thực sự hấp dẫn thì nó phải được gấp đôi so với lãi suất ngân hàng, tức là khoảng 12%. 12% thì chúng ta sẽ lấy 1 chia cho 12 thì nó nằm ở khoảng đâu đó là khoảng 8 thì nó sẽ hấp dẫn. P/E bình quân của cái cổ phiếu riêng lẻ từ 5-8 khá là hấp dẫn. Thì chúng ta mới bắt đầu xem xét, tức là gọi là bắt đầu xem xét quan sát. Và có một điều phải cần lưu tâm nữa, đó là cái tính gọi là tính thời điểm. Tức là dù muốn nói thế nào thì nói, thì cái việc thời gian của cái cổ phiếu này nó gọi là dao động đi xuống và tích lũy, nó cũng phải đủ khoảng tối thiểu là 2/3 thời gian của chặng đường đi lên. Tùy theo cái nhu cầu anh chị mua theo ngắn dài. Nếu anh chị chỉ nhìn cái góc nhìn theo ngắn thì chúng ta sẽ lấy cái khoảng thời gian ngắn, là chúng ta phải có một cái khoảng thời gian điều chỉnh và tích lũy khoảng bằng 2/3 cái khoảng thời gian của anh chị mong muốn. Ví dụ như anh chị đầu tư trong 6 tháng thì cái thời gian tích lũy nó phải đạt được cái như thế. Còn nếu anh chị mua dài hơn cho 5 năm, 10 năm thì chúng ta còn phải lấy một cái chu kỳ thời gian dài. Thì chúng ta xem trong cái khoảng thời gian dài như thế, 5 năm chẳng hạn, thì nó có một cái chặng đi lên là mấy năm, thì cái thời gian tích lũy đi xuống nó đã đạt được 2/3 cái thời gian của đi lên chưa, thì chúng ta mới bắt đầu có thể xem xét. Thì nó hội tụ đủ hai yếu tố. Một là nghịch đảo của P/E của cái cổ phiếu anh chị đang quan tâm là nó đủ hấp dẫn. Và nhìn theo cái chỉ số thị trường thì nó cũng đủ hấp dẫn theo hướng là cái độ hấp dẫn của thị trường phải được tương đồng và xem với lãi suất ngân hàng tại thời điểm hiện tại, tức là lãi suất huy động tại thời điểm hiện tại. Và cái cổ phiếu của anh chị là phải có nghịch đảo P/E là nó hấp dẫn ở cái mức là gấp đôi cái lãi suất huy động của lãi suất ngân hàng. Thì có như vậy thì chúng ta mới control được cái việc là cái doanh nghiệp mới có khả năng để trả lãi được. Bởi vì gấp đôi thì lãi suất ngân hàng huy động, ví dụ như 6% thì lãi suất cho vay cũng phải đạt đến 10-12% rồi. Thì chúng ta phải như thế thì nó mới hấp dẫn. Và khi mà chúng ta thấy cái timeline đủ thời gian tích lũy thì đồng nghĩa với việc cái doanh nghiệp đó là cái EPS, tức là lợi nhuận trên một cổ phiếu, chúng ta sẽ có thời gian để chúng ta thấy rõ được cái biến động của cái này theo từng quý. Thì các quý tiếp theo nó bắt đầu chậm dần cái đà suy giảm. Ví dụ như khi mà anh chị và các bạn thấy các cổ phiếu bắt đầu có cái đợt giảm giá là đầu tiên, sau đấy thời gian giảm giá là nó đủ bằng 2/3 cái khoảng thời gian lên, sau đó chúng ta thấy cái nghịch đảo của PE là nó cũng khá là hấp dẫn rồi. Nhưng mà chúng ta chưa nhìn thấy cái EPS, tức là cái lợi nhuận trên một cổ phiếu của doanh nghiệp này theo các quý thay đổi và bắt đầu có cái xu hướng là chậm dần cái đà gọi là suy giảm. Tức là phần lớn thì trong cái thị trường khó thì cái này nó sẽ thay đổi, và chưa nhìn thấy được cái này, tức là chưa thấy được rõ cái lợi nhuận trên một cổ phiếu nó chậm hẳn cái đà suy giảm thì chúng ta chưa thể có thể là vào mua được. Thì vài cái ý này thì nó sẽ hơi phức tạp một chút. Thì anh chị và các bạn muốn hỏi chi tiết hơn như thế nào thì vui lòng là bình luận, thì chúng tôi sẽ trả lời bằng văn bản, tức là bằng inbox gửi cho anh chị em và các bạn dưới các bình luận thì nó sẽ tiện hơn. Bởi vì chúng tôi trong cái khuôn khổ mà của cái video chỉ khoảng tầm 15 phút thôi, nên chúng tôi có thể trao đổi rất nhiều vấn đề nhưng mà nó còn chưa được rõ ràng. Thì mong quý anh chị em và các bạn là có thể vui lòng là bình luận thêm những cái câu hỏi cụ thể để chúng tôi làm rõ hơn cho anh chị em và các bạn dễ hiểu và dễ có thể mường tượng được cái phương pháp để có thể xem xét, bắt đầu là test để mua thử và bắt đầu mua gom cổ phiếu cho đầu tư dài hạn thì thời điểm nào là nó phù hợp nhất. Rất cảm ơn anh chị em và các bạn đã luôn đồng hành cùng với nhóm. Nhớ ủng hộ chúng tôi bằng những cái like, chia sẻ đường link của video, và đừng quên là xem video thì hãy đăng ký kênh để có thể cập nhật những video mới hay và hữu ích mỗi ngày. Và đặc biệt là nhớ ủng hộ chúng tôi bằng không mất gì một cái like và cái việc chia sẻ các cái đường link. Thân ái chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong một cái video tiếp theo, cái chương trình tiếp theo hay hơn, hấp dẫn hơn. Thân chào và hẹn gặp lại.